Cuba mến chào các bạn. Cô Rachel Link là một thạc sĩ khoa học và chuyên khoa về dinh dưỡng ở San Francisco. Đã phát biểu rằng không có gì bí mật rằng rau quả chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa là thứ bắt buộc phải có trong chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng cũng quy tụ tất cả các yếu tố tuyệt vời, có hương vị, đa dạng và chế biến được nhiều món ăn khác nhau, chẳng hạn như salad, súp, sinh tố và bánh mì kẹp thịt nữa. Trên thực tế, khi tôi cảm thấy sáng tạo, tôi thích cho các món ăn như pizza và mì ống thêm một chút bổ dưỡng bằng cách bài sẵn nhiều loại rau củ và thử nghiệm với các thành phần mới. Mặc dù tất cả các loại rau củ đều tốt cho sức khỏe, một số loại nổi bật vì cung cấp chất dinh dưỡng có lợi ích sức khỏe mạnh mẽ hơn. Sau đây là 10 loại rau củ giàu chất dinh dưỡng nhất hiện có. Số 1. Cà rốt. Cà rốt chứa nhiều vitamin A, cung cấp đến 119% chỉ trong một cốc 128g. Chúng cũng chứa beta-carotene, một chất chống oxy hóa cung cấp màu cam rực rỡ và có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Cơ thể bạn chuyển đổi hợp chất này thành vitamin A. Trên thực tế, một nghiên cứu trên hơn 57.000 người liên quan đến việc ăn ít nhất 2 đến 4 củ cà rốt mỗi tuần thì nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn 17% về lâu dài. Một đánh giá của 18 nghiên cứu cho thấy cà rốt cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi. Cuối cùng, những loại rau củ phổ biến này chứa nhiều chất dinh dưỡng chính khác, bao gồm kali và vitamin C và K. Số 2. Bông cải xanh. Bông cải xanh rất giàu một hợp chất thực vật có chứa lưu huỳnh, gọi là leucosinolate, cũng như sản phẩm phụ sulforaphane. Các nhà nghiên cứu trong các nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm đã khám phá rộng rãi khả năng bảo vệ ung thư của sulforaphane. Loại rau họ cải này cũng có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính khác. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy mầm bông cải xanh làm giảm nồng độ của một số dấu hiệu viêm có liên quan đến tình trạng mãn tính như bệnh tim. Chỉ cần một cốc 91g bông cải xanh sống, cung cấp 77% vitamin K, 90% vitamin C và một lượng lớn folate, mangan và kali. Số 3. Tỏi. Tỏi đã được sử dụng như một cây thuốc trong nhiều thiên niên kỷ. Hợp chất hoạt động chính của nó là olicin, đã được chứng minh là hỗ trợ lượng đường trong máu và sức khỏe cho tim mạch. Trong một cuộc nghiên cứu kéo dài 3 tháng ở 90 người, những người dùng 1.600mg bột tỏi mỗi ngày đã giảm đáng kể mỡ bụng, giảm huyết áp và mức chất béo trung tính so với nhóm giả dược. Bổ sung bột tỏi cũng dẫn đến cải thiện tình trạng kháng insulin, một tình trạng có thể góp phần gây ra bệnh tiểu đường loại 2. Một đánh giá khác của 33 nghiên cứu cho thấy tỏi làm giảm mức cholesterol và cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu, có thể hỗ trợ những người mắc bệnh tim hoặc tiểu đường loại 2. Thêm vào đó, mặc dù cần nghiên cứu thêm, các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy olicin có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ.
Số 3, bắp cải mầm. Giống như bông cải xanh, bắp cải mầm là một loại rau họ cải và chúng chứa các hợp chất thực vật có lợi tương tự. Bắp cải mầm cũng có kem ferro, một chất chống oxy hóa có thể đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa tổn thương tế bào. Kem ferro đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm và chống ung thư, có thể bảo vệ chống lại bệnh tật. Loại rau này cũng là một nguồn chất xơ tuyệt vời, một chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ ruột điều đặn, sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, nó rất giàu chất dinh dưỡng, mỗi khẩu phần được đóng gói với folate, magie và kali, cũng như vitamin A, C và K. Số 5. Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan là một loại đậu giàu tinh bột, có nghĩa là chúng có nhiều carbs và calo hơn các loại rau không chứa tinh bột và có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu khi ăn với số lượng lớn. Tuy nhiên, đậu Hà Lan là vô cùng bổ dưỡng. Chỉ cần một cốc 160g chứa 9g chất xơ, 9g protein và vitamin A, C và K, cũng như riboflavin, thiamin, niacin và folate. Bởi vì chúng chứa nhiều chất xơ, đậu Hà Lan hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách tăng cường các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bạn và thúc đẩy việc đại tiện thường xuyên. Hơn nữa, đậu Hà Lan rất giàu saponin, một nhóm các chất thực vật được biết đến với tác dụng chống ung thư. Trong khi cần nghiên cứu thêm, một số nghiên cứu cho thấy saponin có thể làm giảm sự phát triển của khối u và gây chết tế bào ung thư. Số 6. Củ dền. Củ dền là một loại rau củ linh hoạt, sôi động, cung cấp chất xơ, folate và mangan vào mỗi khẩu phần rất ít calo. Chúng cũng rất giàu nitrat mà cơ thể bạn chuyển đổi thành nitric oxide, một hợp chất có thể giúp làm giãn mạch máu. Theo đánh giá của 11 nghiên cứu, nitrat trong nước ép củ dền có thể giúp giảm mức huyết áp. Đổi lại, điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hơn nữa, củ dền và nước ép của chúng có liên quan đến việc cải thiện sức bền và thành tích thể thao. Số 7. Măng tây. Măng tây rất giàu một số vitamin và khoáng chất và là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Chỉ cần nửa cốc, tức là 90g măng tây nấu chín, cung cấp 33% folate, cũng như nhiều selen, vitamin K, thiamin và riboflavin. Nhận đủ folate từ thực phẩm như măng tây có thể bảo vệ chống lại bệnh tật và ngăn ngừa sự bất thường phát triển của ống thần kinh khi mang thai. Một nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy rằng chiết xuất măng tây bảo vệ chống lại tổn thương gan và thận bằng cách giảm stress oxy hóa. Số 8. Bắp cải tím. Bắp cải tím là một loại rau họ cải khác, chứa đầy chất chống oxy hóa và các đặc tính có lợi. Chỉ cần một cốc 89g chứa 2g chất xơ và 56% vitamin C. Bắp cải tím cũng rất giàu anthocyanin, một nhóm các hợp chất thực vật góp phần tạo nên màu sắc riêng biệt và nhiều lợi ích của nó. Trong một nghiên cứu trên động vật, chiết xuất bắp cải tím đã đảo ngược stress oxy hóa ở chuột ở mức cholesterol cao. Tương tự,
Trong một cuộc nghiên cứu khác trên những con chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo, rau mầm, bắp cải tím làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu LDL và giảm tăng cân. Số 9 là khoai lang cam. Khoai lang nổi bật với màu cam rực rỡ, vị ngọt và lợi ích sức khỏe ấn tượng. Một củ khoai lang vừa chứa khoảng 4 gram chất xơ, 2 gram protein và một lượng lớn kali, mangan, vitamin B6 và C. Loại rau này cũng chứa nhiều beta-carotene mà cơ thể bạn sẽ chuyển đổi thành vitamin A. Hơn nữa, lượng beta-carotene có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư phổi. Theo đánh giá của 22 nghiên cứu, khoai lang có thể đặc biệt hiệu quả để điều chỉnh lượng đường trong máu và mức cholesterol. Số 10. Bông cải trắng hay súp lơ. Súp lơ là một nguồn tuyệt vời có đặc tính chống ung thư mạnh. Súp lơ cũng thường được sử dụng như một chất thay thế cho các thành phần như gạo, khoai tây và bột mì trong hành trình thúc đẩy giảm cân. Nói tóm lại, hầu hết các loại rau củ không chỉ chứa đầy chất chống oxy hóa và một loạt các vitamin và khoáng chất thiết yếu, mà nhiều loại còn cung cấp các đặc tính tăng cường sức khỏe. Mặc dù các loại rau củ được liệt kê ở trên là những lựa chọn giàu chất dinh dưỡng tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn uống của bạn, nhưng nhiều loại khác cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Để có kết quả sức khỏe tốt nhất, hãy cố gắng tiêu thụ nhiều rau củ để tận dụng những lợi ích sức khỏe độc đáo của chúng. Hãy chắc chắn bao gồm chúng như một phần trong chế độ ăn uống cân bằng. Sau cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết chương trình. Cô Ba mến chúc cho các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt.